Sao Vàng Nhật xin chào các bác nha. Nay là ngày mùng 7 tháng 4 năm 2023. Hiện tại các bác nhìn trên clip thì em còn rất nhiều máy rửa bát, hàng trăm chiếc. Các bác nào đang có nhu cầu mua máy rửa bát thì các bác alo nhanh cho em nhé. Giá thành rất hợp lý cho các bác luôn. Ở đây là toàn bộ những cái máy em đã dọn rồi. Đấy, sạch đẹp. Từ TR3 cho đến TR9. Đủ các mã TM, TR đầy đủ. Đây là những con máy dọn sạch đẹp rồi các bác nhé. Ở ngoài kia còn một đống mấy chục con chưa dọn. Đấy. Các bác là đang có nhu cầu mua máy rửa bát thì cứ mạnh dạn alo cho em. Giá cả hợp lý, thương lượng để các bác mua được. Bên em giải phóng được hàng mà các bác mua được nhé. Hàng còn nhiều quá. Chào các bác.